Vụ rái cá mất tích. Hết hả? Trời, đó là tập hồ sơ nhỏ nhất mà tôi từng thấy. Đầu mối không, nhân chứng không, và cô chưa có quyền truy cập hệ thống di tính nên về tư liệu cũng không. Tôi hy vọng cô không cần sự nghiệp để phá vụ án này. Ok, nhìn thấy lần cuối. Cho tôi mượn được không? Cảm ơn. Cái cà rem là vũ khí gây án. Ai mua cà rem không? Yeah, thì đó, ý cô là sao? Nghĩa là tôi có đầu mối.